đua ghe ngò mini. Cả nhà nghe không lầm đâu, đây là chùa Trần Quýt cũ tổ chức đua ghe ngò mini cả nhà. Đây có lẽ là chùa Trần Quýt cũ đã khởi động phong trào đua ghe ngò mini tại chùa Trần Quýt cũ năm 2024 ha. Thì hôm nay là lễ xem lon ta, Trần Dương có mặt tại chùa Trần Quýt cũ để ghi hình các vận động viên đua ghe ngò mini cho cả nhà xem ha. Thì bây giờ ở đây thì Trần Dương thấy có 6 đội ghe ha. Bây giờ thì xin mời cả nhà cùng xem với Trần Dương nha. Bây giờ là mấy anh em đang ngồi làm lễ khai mạc ngay cả nhà. Thì chút xíu nữa xong lễ khai mạc là sẽ đua ha. Bây giờ thì hai bên khán đài A và khán đài B đều đông nghẹt khán giả trên ngay cả nhà. Chùa ở trên chùa dài dài chị Dương đi thấy là đông quá trời đông luôn. Hôm nay thì chỗ này xem đua ghe ngò mini mà cũng quá trời đông cả nhà. Đây Trần Dương cho cả nhà xem một số hình ảnh của bà con ngồi xem đua ghe ngò mini này. Trời rất là nắng luôn nha cả nhà, nắng dữ lắm luôn á, mà bà con đứng ngồi rồi che dù che khăn đủ thứ hết để xem được các trận đua ghe ngò mini tại chùa Trần Quýt cũ, rất là vui ha cả nhà ha. Và bây giờ thì các đội ghe đã về nơi xuất phát ngay cả nhà. Thì video này thì Trần Dương chỉ truyền tải hình ảnh của lễ hội ghe ngò mini tại chùa Trần Quýt cũ cho cả nhà xem thôi ha. Trần Dương không sắp xếp các bình cảnh với nhau nha. Thank you.
Sao chiếc ghe lạc lái mà chiếc ghe kia không chịu bơi vậy? Bị lỗi bây giờ bơ lại nha cả nhà.
sau 3 lượt trận thì có một đội ghe đã bị sự cố rồi cả nhà, nên chờ đợi hơi lâu. Thì Điện Dương cũng xin kết thúc video này tại đây. Điện Dương không được ghi hình kết rồi cả nhà. Điện Dương chào và gặp lại cả nhà. Xin chào các nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.